Người phụ nữ này không may bị một tổ chức buôn người bắt cóc, hàng ngày cô bị chúng hành hạ một cách dã man, lúc thì bị đấm không trượt phát nào, lúc thì bị đè ra hấp xiêm liên tỏi. Ngày qua ngày, cô trở nên tuyệt vọng và thường xuyên phát sinh ảo giác. Liệu cuối cùng cô ấy có thể tìm được cách thoát khỏi nanh vuốt của đám bắt cóc và báo thù cho chính bản thân mình hay không? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha! Cô gái này tên là Misu, đang thong dong cất bước đi dạo trên đường. Đột nhiên, một đám người áo đen chạy thẳng về phía cô gái, rồi lôi sành sạch thẳng lên xe cấp cứu đỗ ở gần đó. Cô không kịp phản ứng, cô gái cứ như vậy bị bắt đi mất. Hai người đàn ông lực lưỡng giữ chặt cô, kéo cô đi đến phòng tắm, cởi bỏ hết quần áo của Misu. Sau đó dùng bàn chải nhà vệ sinh rồi cùng cô kỳ cọ người. Cô liên tục cầu xin rủ lòng thương xót, nhưng căn bản bọn họ không thèm để ý đến Misu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Misu được đưa đến trước mặt viện trưởng. Cô ấy đã cố gắng biện minh cho bản thân mình, nhưng hai tay bị trói chặt, miệng thì bị nhét vải không nói nên lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Bộ dạng đáng thương không thể tiếp tục nhìn này, nhưng viện trưởng lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Bệnh nhân thần kinh như vậy ông ta gặp quá nhiều rồi. Ông ta ra hiệu cho hai người đàn ông phía sau. Misu bị đưa vào trong một góc, những cú giáng như những nắm đấm thép của hai người đàn ông liên tục rơi xuống thân thể mềm yếu của cô gái. Đợi đến khi Misu tỉnh lại một lần nữa, cô đã bị trói trên giường bệnh, trong trạng thái thôi miên. Cô nhìn thấy một y tá đang bước vào, sau đó đưa một viên thuốc đến bên miệng của cô. Misu lập tức ngồi bật dậy, không ngừng giải thích với người y tá, như thể nắm lấy sợi dây cứu mạng duy nhất của mình, nói rằng cô không hề mắc bệnh thần kinh. Y tá hoàn toàn không để ý đến lời cô nói. Misu dứt khoát cướp lấy bút của anh, viết ra một dãy số và cảnh cáo cô rằng đây là một thứ đồ sắc nhọn, bệnh nhân không được phép cầm vào nó. Anh ta thấy Misu vẫn chưa chịu uống thuốc, dứt khoát nhét viên thuốc vào trong miệng cô. Trên hành lang, một hàng những cô gái với đôi chân trần đứng trên sàn nhà đá cẩm thạch lạnh băng băng. Misu đứng ở cuối hàng người, họ đều đang đợi trưởng khoa kiểm tra thân thể. Một người phụ nữ tên là Jiyoung tìm đến Misu. Cô tiết lộ với Misu rằng trong bệnh viện có những con đường bí mật. Khi đến lượt Misu làm kiểm tra thân thể, cô vô thức muốn trốn tránh khỏi sự đụng chạm của bác sĩ. Hai người y tá liền giữ chặt lấy đầu của cô. Misu trực tiếp chất vấn là ai đã nhốt cô vào nơi quỷ quái này. Viện trưởng vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt chợt thay đổi, chẩn đoán Misu đã mắc chứng rối loạn hoang tưởng bị bức hại, lượng thuốc phải tăng lên gấp 2 lần. Misu lại bị ép uống thuốc một lần nữa. Cô dần dần phát hiện ra, mỗi lần cô uống thuốc xong, cơ thể cô đều sẽ xuất hiện một vài những phản ứng kỳ lạ, cảm xúc sẽ trở nên vô cùng tiêu cực hoặc sẽ tức giận đến mức bùng nổ. Nếu cảm xúc cứ thất thường như vậy, tình trạng y như vậy còn xuất hiện với cả những người bạn xung quanh cô, bệnh viện tâm thần này rốt cuộc đang ẩn chứa bí mật gì đây? Misu bắt đầu âm thầm quan sát mỗi ngày. Cô phát hiện cứ đến nửa đêm, bệnh viện sẽ lại đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, nhưng mỗi người bệnh nhân này đều có vào mà không có ra, mà đám người này đều sẽ chết trên bàn phẫu thuật, nội tạng của họ đều đã được loại bỏ. Misu ý thức được rằng những loại thuốc này được dùng để làm tê liệt dây thần kinh của bệnh nhân, cô buộc phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Misu đã từng thử vô số lần, nhưng lần nào cô cũng đều bị bắt trở lại. Misu nghe thấy y tá nói rằng nếu muốn trốn ra ngoài thì cần phải có sự đồng ý của người giám hộ. Cô lập tức trở nên tuyệt vọng, bản thân cô có lẽ đã chẳng còn khả năng thoát khỏi nơi này nữa rồi. Bỗng một bàn tay bẩn thỉu thò ra từ phía bên kia tường, túm chặt lấy tấm ga giường trắng toát. Misu dùng hết sức mình bịt miệng lại, cuộn tròn người vào trong một góc, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cuối cùng, cùng với tiếng thở hổn hển nặng nề và thô kệch, bàn tay đó đã dần rút trở về. Bỗng nhiên, Misu chợt nhớ lại những lời mà Jiyoung đã nói với cô. Cô ngập ngừng thử gõ nhẹ lên tường, khuôn miệng với những chiếc răng vàng ố lộn xộn bỗng xuất hiện ở cửa lỗ thông. Giọng nói của Misu có chút run rẩy, khẽ dò hỏi người đàn ông về vị trí của lối đi bí mật. Người đàn ông bật cười thô thiển, rồi đưa ra yêu cầu của mình. Ngày hôm sau, Misu tuân theo thời gian đã thỏa thuận, kìm nén hơi thở, cố gắng bước đi thật khẽ khàng và đi đến phòng tắm. Một người đàn ông tóc xoăn chợt xuất hiện phía sau lưng cô, hắn ta khẽ thổi một hơi vào cần cổ của Misu, khiến khắp người cô bất giác sởn cả gai ốc, dạ dày không ngừng co thắt. Misu nhẫn nhịn thỏa mãn nhu cầu của người đàn ông, hắn ta cũng rất biết giữ chữ tín, nói với Misu rằng lối đi bí mật nằm trong chính phòng làm việc của viện trưởng, đồng thời cũng đã nói cho cô mật mã. Misu sau khi đã đạt được mục đích, căm hận cắn người đàn ông một cái đau điếng. Tiếng hét đau đớn thất thanh của hắn ta đã kinh động đến viện trưởng. Misu né tránh ánh mắt soi mói của mọi người, đi đến cửa phòng làm việc của viện trưởng, nhập mật khẩu 3 lần liên tiếp nhưng đều không đúng. Lúc này khóa mật mã đã bắt đầu phát ra âm thanh báo động. May mà vừa nãy Misu cắn người đàn ông kia không nhẹ chút nào, hắn ta vẫn nằm lăn lộn kêu cha gọi mẹ trên mặt đất, đã lấn át đi cả tiếng kêu báo động. Lúc này
Ji-young chợt xuất hiện ở góc hành lang, miệng không ngừng lẩm nhẩm hát, ngón tay thì liên tục gõ lên trên tường, ánh mắt như có như không nhìn về phía Mi-su. Mi-su lập tức phản ứng lại, quả nhiên, cô đã thành công mở được khóa cửa. Mi-su đã lục tung cả căn phòng làm việc của viện trưởng, cuối cùng cô đã phát hiện ra lối đi bí mật đằng sau một cái tủ sách. Đúng vào lúc này, viện trưởng đã quay trở lại, Mi-su căn bản không còn đường nào để lui, chỉ có thể vội vàng trốn vào trong con đường bí mật kia. Nhưng ở nơi này, căn bản không có nơi nào có thể đứng vững được. Thời gian càng dài, cánh tay của cô càng trở nên run rẩy, cơ thể cô không ngừng trượt xuống. Có một thanh thép sắc nhọn đang nhô ra, xoạc một tiếng, quần áo của Mi-su đã bị thanh thép xé toạc ra, máu tươi từng giọt tí tách rơi trên bàn chân cô. Mi-su há miệng thở hổn hển, cô muốn bình tĩnh lại một chút, mà âm thanh vừa nãy trùng hợp cũng đã bị viện trưởng nghe thấy. Ông ta ngó đầu vào lối đi bí mật nhìn xuống phía dưới, hai người bốn mắt nhìn nhau. Viện trưởng phẫn nộ gào toáng lên. Cuối cùng, Mi-su cũng đã thoát ra khỏi đường hầm, quần áo trên người cô đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mọi người đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cô. Một chiếc xe cấp cứu quen thuộc lại dừng lại bên lề đường. Hai người đàn ông mặc áo đen bước từ xe xuống. Mi-su đang đứng lẫn trong đám người vừa nhìn thấy họ, lập tức hốt hoảng bỏ chạy. Cô chạy ra giữa đường, hướng về phía xe cảnh sát cách đó không xa, dùng hết sức mình vẫy tay với bọn họ. Sau khi Mi-su đã ngồi yên vị trên xe cảnh sát, trái tim đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng đã yên ổn trở lại. Cô được đưa đến đồn cảnh sát, nhưng vừa mới xuống xe, hai người đàn ông mặc quần áo của y tá đã xông từ trong tòa nhà ra, tóm chặt lấy cánh tay của Mi-su, cưỡng ép kéo cô trở lại bệnh viện. Mi-su nằm trên giường bệnh với đôi mắt trống rỗng, cô hồi tưởng lại tất cả những ngày qua, cô cuối cùng cũng ý thức được rằng, có thể cấu kết với viện trưởng, thậm chí còn có thể thống trị cả phía cảnh sát, thì chỉ có một người mà thôi, đó chính là cha dượng của cô, cục trưởng cục cảnh sát. Sau khi cha cô qua đời, mẹ Mi-su đã mang cả cô theo cùng tái hôn, nhưng người cha dượng này, bề ngoài thì đạo đức giả thế này thế kia, bên trong thì không chút nhân đạo, ông ta thường xuyên bắt nạt Mi-su còn chưa thành niên. Sau khi mẹ cô qua đời, ông ta biến chất càng nặng nề, nhớ đến mảnh đất mang tên mẹ mình. Xem ra, đó có lẽ chính là lý do tại sao ông ta lại nhốt Mi-su vào nơi này. Tối hôm đó, Mi-su mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô tận mắt nhìn người đàn ông bên cạnh giường bệnh, bị dao phẫu thuật rạch bụng ra. Ngay cả thuốc mê cũng không tiêm cho anh ta. Âm thanh đau đớn đến mức tê tâm liệt phế đó, không ngừng vang vọng bên tai của Mi-su. Nước mắt đã ngập trong hốc mắt của cô. Bởi vì quá đỗi sợ hãi, cô thậm chí còn quên mất phải dãy giụa. Cô biết rằng, người tiếp theo sẽ chính là bản thân cô. Một ca phẫu thuật đã kết thúc. Viện trưởng đi đến bên cạnh Mi-su. Ngữ khí ông ta vô cùng lạnh lùng, đầu tiên là loại bỏ ruột và sau đó sẽ lột da, như thể trước mặt ông ta chỉ là một con heo mà thôi. Viện trưởng đang chuẩn bị động thủ, đúng lúc cậu y tá tiến vào để mang những chiếc thùng đi, chừa tay một cái, toàn bộ nội tạng bên trong chiếc thùng đã rơi vãi hết ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau lưng mồ hôi lạnh đang chảy thành từng dòng, đứng hình tại chỗ. Y tá vội vàng chạy đến phòng dữ liệu, bấm gọi dãy số mà Mi-su đã từng để lại. Đầu dây bên kia điện thoại chính là chồng của Mi-su. Trong phòng phẫu thuật, viện trưởng hung dữ giơ chân đá cậu y tá thật mạnh, cậu ta mất thăng bằng ngã dạp ra đất. Viện trưởng thuận thế dẫm lên khuôn mặt cậu, dùng lực dẫm đạp, sau đó dùng lực kéo chồng của Mi-su lên trên bàn mổ, xé toạc áo của anh ra. Ông ta nhấc chiếc máy cưa điện lên, toàn thân người chồng không khống chế được run lẩy bẩy. Mi-su quỳ dạp dưới đất không ngừng cầu xin, vừa rồi chồng cô không dễ dàng gì mới cứu được cô, lúc chạy thoát ra ngoài lại không may đụng mặt gã viện trưởng. Chuông cảnh báo chợt vang lên, ông ta vội xông ra ngoài xem, trong phòng làm việc của chính mình là một đám lửa dữ dội. Hóa ra vừa rồi Ji-young đã đi đến phòng làm việc của viện trưởng, thắp nến đầy phòng, không cẩn thận đã dẫn đến hỏa hoạn. Viện trưởng không kịp do dự, xông thẳng vào trong đám cháy. Dưới sự giúp đỡ của Ji-young, mấy người Mi-su mới có thể chạy thoát khỏi nơi này. Cô đỡ lấy người đàn ông đang hôn mê. Bỗng nhiên, gã viện trưởng cả người bốc cháy chợt xông ra, kéo theo cả chồng của Mi-su vào trong đám cháy. Mi-su nhiều lần muốn nắm lấy tay của chồng mình, nhưng chỉ nắm được không khí. Mi-su cuối cùng đã được cảnh sát cứu thoát ra ngoài. Cô vào lúc này đã không còn bất kỳ thứ gì để mất nữa rồi. Cô lặng lẽ đi theo sau cha dượng của mình, định bụng sẽ cùng với ông ta giải quyết hết ân oán. Nhưng đợi đến khi cô đi đến thư phòng, cha dượng của cô đã nằm giữa vũng máu. Mi-su bị bắt vì bị cho là kẻ tình nghi. Một năm sau, một cuốn nhật ký có chữ ký của Mi-su đã được gửi đến tay của một nhà báo. Anh cẩn thận lật mở từng trang giấy, nội dung bên trong thật khiến người ta phải kinh hãi. Trực giác nói với anh rằng, đây chắc chắn là một chủ điểm tin tức tuyệt vời. Chỉ là chữ ký này nhìn có vẻ rất quen mắt, nhưng anh lại không thể nào nhớ lại được đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Nhà báo từ chỗ của một sĩ quan cảnh sát quen thuộc biết được rằng Mi-su tuyên bố cô bị bắt cóc và đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh viện hoàn toàn không có ghi chép
phép gì. Về hồ sơ trước kia của cha dượng, cũng bởi vì không có chứng cứ trực tiếp nên từ đó đến nay vẫn chưa kết án. Điều này khiến anh nhà báo nghi ngờ tính xác thực của cuốn nhật ký. Anh đi đến bệnh viện tâm thần, tìm đến cậu y tá bị bỏng toàn thân kia, dựa trên hình xăm trên cánh tay của cậu ta đã xác thực được thân phận của cậu ta. Anh nhà báo ngập ngừng dò xét nhắc đến tên của Misu. Cơ thể của cậu y tá bắt đầu run rẩy, nỗ lực mở miệng như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhà báo nhìn thấy dáng vẻ kích động như vậy của anh, bắt đầu có chút tin tưởng vào tính chân thực của cuốn nhật ký. Anh lại tìm đến Misu, hỏi cô ấy những chuyện đã xảy ra. Chỉ là mỗi lần nhắc đến cha dượng của cô, tâm trạng của Misu đều trở nên suy sụp, con người vào trong một góc, nước mắt rơi lã chã, không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói này, cô không hề giết ông ấy. Nhà báo cảm thấy rằng cảm giác đau khổ và sụp đổ đến mức này không có cách nào ngụy trang được, thế là anh đã bắt đầu dấn thân vào điều tra. Nhà báo đã tìm ra chứng cứ nhận hối lộ cấu kết giữa viện trưởng và người cha dượng, nhưng hiện giờ vấn đề duy nhất chính là làm thế nào để chứng minh Misu thật sự đã từng ở trong bệnh viện tâm thần. Anh trở lại bệnh viện muốn nhờ chàng y tá kia cung cấp bằng chứng, nhưng người y tá nằm trên giường bệnh sớm đã không thấy tung tích đâu. Để có thể giúp đỡ được Misu, nhà báo đã đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp để làm giả đoạn ghi âm. Sau khi chân tướng sự thật được công bố trên tiêu đề của các trang web tin tức lớn, cuối cùng Misu cũng đã được vô tội và trả lại tự do. Anh nhà báo đã đến nhà tù để đón Misu. Trên đường trở về nhà, Misu không nói một lời nào, mãi cho đến cuối cùng khi cô xuống xe, cô mới để lại một câu. Ở trong bệnh viện tâm thần, bút bi được xem là thứ đồ vật sắc nhọn, sẽ không thể đưa cho bệnh nhân, không có bút, làm sao có thể viết nhật ký được đây. Thật ra, lúc đó người bị đưa vào trong bệnh viện tâm thần là mẹ của Misu. Sau khi mẹ của mình mất tích, Misu đã đi tìm khắp nơi, thậm chí còn gọi điện nhà báo nhờ giúp đỡ, nhưng anh ta hoàn toàn không thèm để ý đến. Cuối cùng người bị viện trưởng lôi vào trong biển lừa chính là mẹ của Misu. Sau khi mẹ cô qua đời, Misu đã lấy súng bắn chết cha dượng của mình, làm giả cuốn nhật ký, lợi dụng sự giúp đỡ của nhà báo, đã trả thù thành công. Bộ phim đến đây là kết thúc. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới dòng bình luận để chúng mình cùng trao đổi về bộ phim nhé. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để đón chờ tập phim tiếp theo còn gay cấn và xuất sắc hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.